Ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, những nước tham dự hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ vào tháng tới nên biết việc Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg đang kêu gọi dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công của Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga. Bà Maria Zakharova cho biết, thật hữu ích khi các nước tham dự hội nghị hòa bình biết được ý đồ thực sự của NATO khi khuyến khích Ukraine tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Nga. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các nước xem xét gỡ bỏ hạn chế, không cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các vùng lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Đây có thể là bước leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột trong hơn 2 năm qua. Theo kế hoạch, Thụy Sĩ sẽ đăng cai một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Ukraine trong 2 ngày 15 và 16 tháng 6 tới. 160 phái đoàn đã được mời, bao gồm các nước G7, G20, BRICS. Theo giới chức Thụy Sĩ, Nga chưa được mời. Nhiều nước kêu gọi mọi hội nghị hòa bình Ukraine nên có sự tham gia của Nga. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, mọi hội nghị không có Nga sẽ chẳng thể đạt được kết quả. Thủ tướng Đức cho rằng, việc cung cấp các loại vũ khí có tầm bắn 500 km cho Ukraine có nguy cơ gây ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng, bản chất của tên lửa tầm Sartoros mà Ukraine yêu cầu từ nhiều tháng này đang ngăn cản Berlin cung cấp chúng. Ông Scholz tuyên bố rằng, việc sử dụng các loại vũ khí có tầm bắn 500 km có nguy cơ gây ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Dù hào phóng viện trợ cho Ukraine khí tài quân sự, nhưng Thủ tướng Stone kiên quyết từ chối làm theo Pháp và Anh trong việc cung cấp tên lửa tầm xa. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp cho Ukraine vũ khí ngày càng tinh vi hơn, phương Tây đang tiến gần hơn đến việc trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột với những hậu quả thảm khốc tiềm ẩn. Trong phiên hỏi đáp ở Berlin ngày 24 tháng 5 theo giới địa phương, một người tị nạn Ukraine đã hỏi Thủ tướng Đức rằng tại sao ông vẫn không sẵn sàng cung cấp tên lửa Taurus cho Kiev, bất chấp hoạt động mới của Nga ở vùng Kharkov. Ông Sol trả lời rằng mọi quyết định riêng lẻ đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, đồng thời nói thêm rằng trách nhiệm của ông là ngăn cản một kịch bản leo thang căng thẳng dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO. Ông nhấn mạnh rằng, đối với tên lửa Taurus, điều đó là không thể nếu bạn muốn trở thành một phần của cuộc xung đột này. Đức hiện đang là quốc gia viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine khi đã dành 28 tỷ euro, tương đương 30,4 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ quân sự cho Kiev. Thủ tướng Sol kết luận rằng, chúng tôi thực sự đã đến giới hạn về những gì chúng tôi có thể làm. Trong một ý kiến được đăng tải ngày 23 tháng 5 trên tờ The Economist, ông Sol cho biết, điều quan trọng là phải hiểu rõ rằng NATO không tìm cách đối đầu Nga. Ông khẳng định, Đức sẽ không làm bất cứ điều gì có thể biến chúng tôi thành một bên trực tiếp tham gia cuộc xung đột này. Đầu tuần này, Thủ tướng Sô đã chỉ trích đề xuất về vùng cấm bay do NATO thực thi trên bầu trời Ukraine. Do cựu lãnh đạo NATO cùng chính phủ Ukraine đưa ra, ông nói ý tưởng này là nguy hiểm. Belarus là điểm đến nước ngoài thứ hai sau Trung Quốc của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ thứ 5 vào ngày 7 tháng 5 phát biểu với báo chí sau các cuộc hội đàm tại thủ đô minsk tổng thống nga vladimir putin và tổng thống belarus alexander lukashenko tuyên bố sẽ thắt chặt hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhấn mạnh. Trước hết, cần nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng chính sách công nghiệp thống nhất của nhà nước liên minh Nga-Belarus. Cả hai bên đều sẽ được hưởng lợi từ việc này. Nhiều dây chuyền lắp ráp của chúng tôi hoạt động bằng cách sử dụng linh kiện của nhau. Ở mức độ nào đó không nên có biện pháp bảo vệ nào đối với các nước đối tác. Chúng ta cần tự bảo vệ mình trước các lệnh trừng phạt vào đầu tháng này cả nga và belarus đều thông báo bắt đầu các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật đây được xem là tín hiệu cảnh báo rõ ràng phương tây không nên can thiệp sâu hơn vào vấn đề ukraine Tuy nhiên theo tổng thống Vladimir Putin, vũ khí hạt nhân chiến thuật được triển khai tới Belarus vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các chuẩn mực và cam kết trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không vi phạm bất cứ điều gì và cũng không có gì bất thường nếu bạn so sánh với những gì NATO đang làm. Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch và thông lệ. Chúng tôi không leo thang bất cứ điều gì, nhưng như đã nói, mọi thứ cần được giải quyết. Trong vấn đề này, chúng tôi không thể cho phép bất kỳ thất bại sai lầm hoặc hành động thiếu phối hợp nào. Belarus có đường biên giới dài hơn 1.000 km với Ukraine. Cuối năm 2023, Nga đã hoàn tất việc triển khai vũ khí chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Và đây cũng là lần đầu tiên Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật bên ngoài lãnh thổ, kể từ khi Liên Xô tan giã năm 1991 vũ khí hạt nhân chiến thuật còn được gọi là vũ khí hạt nhân phi chiến lược bao gồm các đầu đạn hạt nhân nhỏ tuy nhiên không giống như vũ khí hạt nhân chiến lược chúng được thiết kế để sử dụng trên chiến trường hoặc cho một cuộc tấn công hạn chế sau belarus tổng thống putin dự kiến ngày mai sẽ đến uzbekistan Thống đốc vùng Begorod, Glaskov cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh nhằm vào thành phố Begorod và một số ngôi làng gần biên giới Nga-Ukraine. Theo ông Glaskov, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 30 quả đạn pháo trong đêm thứ Bảy, dạng sáng Chủ nhật, nhưng vụ tấn công vẫn gây thiệt hại. Trước đó vào sáng 25 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 15 tên lửa phóng từ hệ thống phóng loạt RM-70 Vampire ở Ukraine nhằm vào Begorod. Kể từ khi xung đột bùng phát, vùng Begorod đã trở thành một trong các mục tiêu chính của Kiev, thường xuyên bị pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái. Đầu tháng 5, các lực lượng vũ trang Nga bắt đầu tiến vào vùng Kharkov của Ukraine giáp với Begorod, giành quyền kiểm soát nhiều ngôi làng nhằm tạo vùng đệm để hạn chế các cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev chiều 25 tháng 5 theo giờ địa phương. Văn phòng công tố vùng Kharkov cho biết, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào quận Kiev của Kharkov bằng hai quả bom lượn đa năng D-30. Các cuộc tấn công được thực hiện từ vùng Begorod của Nga. Nga và Ukraine hiện chưa bình luận về các cáo buộc của đối phương. Người đứng đầu tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga, Roscosmos, ông Borisov cho biết Nước này đưa ra đề xuất về hệ thống giám sát không gian toàn cầu. Ý tưởng được nhắc đến trong một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày, tập hợp những người đứng đầu cơ quan vũ trụ của các quốc gia nhóm BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nga đề xuất tạo ra một hệ thống giám sát không gian toàn cầu nhằm xác định các mối đe dọa từ cả vật thể tự nhiên và nhân tạo ngoài không gian như các mảnh vụn, tiểu hành tinh và các quốc gia rất quan tâm đến đề xuất này, ông nói. Ông Borisov cũng cho rằng nếu có thể xây dựng được hệ thống giám sát này, phạm vi sẽ không chỉ giới hạn ở các quốc gia BRICS vì đây là công việc đòi hỏi nỗ lực chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Chúng ta chỉ có thể xây dựng một hệ thống như vậy như một hệ thống toàn cầu vì sẽ cần có rất nhiều cảm biến trên mặt đất cũng như các thiết bị ngoài không gian để đảm bảo thông tin chính xác trong trường hợp cần đưa ra quyết định về nguy cơ chạm trán với bất kỳ vật thể nguy hiểm nào, ông nhấn mạnh. Hệ thống dự kiến bao gồm một môi trường thông tin chung, trong đó các bên sẽ đóng góp dữ liệu từ các cơ sở quốc gia, nhận lại quyền truy cập vào dữ liệu tổng hợp từ toàn bộ dự án. Quan chức Nga cũng khẳng định sự kiện hội nghị là một cuốn mốc quan trọng đối với nhóm BRICS trong lĩnh vực hợp tác không gian. Các quốc gia thành viên BRICS dự kiến sẽ thông qua một tuyên bố chung về vấn đề này. Trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào tháng 9, tái khẳng định cam kết của nhóm trong việc khám phá không gian một cách hòa bình và phản đối việc quân sự hóa trên môi trường này. Ông nói thêm, hầu hết tất cả các bên tham gia diễn đàn của chúng tôi đều đã xác nhận đưa ra cam kết như vậy. Hồi đầu tháng 2, Tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos tiết lộ dự định phóng hơn 40 tên lửa vũ trụ vào năm 2024, lần đầu tiên sau 30 năm.